Em mỗi mẫu em chỉ có tầm 1 cho đến 3 cây, vậy nên chị nào lấy comment liền cho em nha. Chị Hà Nguyễn dồn đơn, ok chị. Dạ rồi chị Thanh Tâm ơi, đây các chị nha. Đây, form váy này mấy chị thấy không ạ? Tại vì em đang ngồi trước cái bàn đó mấy chị không thấy được đâu. Form váy em đang mang là C35 các chị nha. Form váy em đang mang là C235. Thì em có size SML luôn các chị. Form váy này là form váy dáng dài cho em nha. Em có 3 size SML. Với lại cái form dáng váy này bên em làm mà rất là dễ mang, thì chị nào mình thích thì đang sale chỉ có 165.000 thôi. Nếu mà mấy chị lấy thì cứ chủ động cho em cái mã váy là C235, thì các bạn các chị bên em sẽ tư vấn cho nha chị Thanh Tâm nha. Váy rẻ đẹp lắm mấy chị, có 165.000 một đầm thôi, cực xịn mịn luôn. Bình thường thì cái váy này là 220 lận đó mấy chị nha. Rồi, quay lại với phong kính em đang cầm trên tay đây các chị. Mẫu này hiện tại là phong kính của nam. Thì ai thích thì mình cho em cái mã là C240 mấy chị nha. Mình thích thì mình cho em cái mã là C240 và cộng với số điện thoại. Bên em chốt đơn giá là 59.000. Và mỗi màu như vậy em chỉ còn tầm 1 cho đến 3 cây. Nên là chị nào mình lấy màu nào mình comment màu cho em luôn, để bên em biết bên em tư vấn nha. Rồi, C240 em có màu cho các chị nhà mình lựa chọn nè. Ai chọn màu nào comment màu liền cho em nha. Rồi, C240 em có màu nâu. Tiếp tục cho mọi người làm màu tím, em có 3 cây, màu nâu có 1 cây thôi nha mọi người nha. Màu tím có 3 nè, màu xanh, màu trà và màu đen em còn 3 cây luôn. Nhưng màu xanh hiện tại em không có đây, nên chị nào lấy màu xanh thì mình chủ động cho em cái màu luôn. Và mã vẫn giữ nguyên là C240 cho em nha. Chị nào chốt thì cứ cho em mã và số điện thoại bên em chốt đơn. Dạ, ok chị nè. Chị nào mình đặt hàng cứ cho em mã và số điện thoại bên em chốt đơn nha. Và hiện tại các chị, bên em sale với giá rất là rẻ, kính thì chỉ có 59.000, đồng giá kính nam và kính nữ luôn. Nên là ai chốt thì nhớ là cho em mã và số điện thoại để bên em tư vấn cho từng chị một nha mọi người nha. Váy thì mã là C235. Và váy thì bên em sale trên live ngày hôm nay á là 165.000 một đồng. Chị nào thích váy thì comment liền cho em mã là C235 cộng kèm số điện thoại bên em chốt đơn nha mấy chị nha. Rồi, mẫu này thì chắc là cũng là cái mẫu cuối cho mọi người săn sale rồi. Vậy nên là chị nào mình chốt kính nữa thì nhớ comment liền cho em mã là C240, kèm màu, kèm số điện thoại bên em chốt đơn và giá là 59.000. Hy vọng là em sẽ gặp lại các chị vào các livestream khác của Rẻ Mỗi Ngày các chị nha. Xin chào tạm biệt tất cả các chị nè.